Chào mừng anh em quay trở lại với kênh YouTube Sơn Dược Vlog. Anh em ơi, ngày hôm nay anh em mình sẽ có một cái chương trình đặc biệt nha, dành cho cái sự nấu ăn, gọi là nấu ăn nhanh như chớp nha các bạn. Vũ mấy cái này nó bán quán kiểu gì mà nó kêu là khách đông quá rồi bán này kia không kịp. Cho nên bữa nay anh em mình test cái tốc độ nhanh như thế nào mà bán không có kịp nha. Hôm nay mình có cái chương trình như thế này, anh em nhìn đây. Đây là mình có tiễn là hai con gà các bạn ơi. Đây là cái chợ cũng như cái chợ Chầm Hổm ở quê mình nhỏ nhỏ thôi. Đấy, gia vị các kiểu anh em cũng làm gì làm. Sẽ chia làm hai phi, hai người một đội. Trong vòng 20 phút, đội nào nấu nhiều món hơn, giám khảo chấm nhiều món nhưng mà cũng phải ngon chứ nấu mà nấu tầm bậy tầm bạ không được. Giống như hai người nếu đều ba món mà anh so sánh cái món ai ngon hơn, dễ hơn thì có thể là qua lại nữa. Anh em hiểu ý không? Chứ không phải nấu lùi được. Cho nên phải cố gắng nấu cho ngon. Gà một tạc á chứ. Đúng rồi. Nấu ngon và nấu nhiều món nha anh em ơi. Tiêu chí nấu ngon và nhiều món. Sau ra 20 phút mà anh em mình làm được khoảng chừng bao món là anh em mình đỉnh hết chứ. Chứ vô ăn nhậu mà nếu 2 phút kia là có đâu. Bếp làm cho kịp. 20 phút mà làm bò món không có đâu. Dụ kêu 20 phút. 20 phút cỡ một món. Không, tôi nghĩ là 3 món là được. Ba món. Nhưng mà hai người mà. Hai người sao? Chia ra mình. Hai người mà có một bếp mà. Ừ thì một ba món vô tư chứ. Thì một người giả gia vị các kiểu chứ. Hàng chi hôm nay bán không kịp là đúng rồi. Đúng rồi. Không, Vũ đang nó đặt đây cái tâm về cao quá cho nên là đây là quyết định đây. Rồi ok, anh em ní ra. Chơi xà bằng luôn đi. Rồi anh em rút. Hai người lớn một phi, hai người nhỏ phi quấn trong bài tiếng lên. Trời ơi, chắc mình đã đi con đường. Có khi là tôi với hai nữa rồi. Anh hai bữa nay tốc độ ghê lắm. Cho à, trạm với hai người trước đi. Anh hai hồi sáng mới nhận thưởng cái trò chơi bướng qua đấy. Rồi, anh hai, thấy hấp dẫn không? Hai. Mừ. Xéo. Dỡ cao lên cho khán giả xem anh em ơi. Rồi đây. Con già. Có khi tuần 2 em cài. Đúng rồi ạ. Tuần quá. Quá. Đó sao quá. Cặp đôi bắt tử nha các bạn. Nó kỳ đó. Bây giờ rút bài mà có biết đâu. Đúng là cặp đôi hiện thoại luôn mà. Anh Hải đứng đây nè. Rồi anh Hải rút trước. Anh Hải mới sáng nhận thưởng 500k. Anh có thể nói gì với khán giả không? Em thấy cái kèo anh mà anh thắng ngược là quá tuyệt vời. Anh vô đây chút nữa mình ái rồi mình fan của khán giả lại luôn rồi. Để nói với khán giả một đôi lời tâm sự. Để bây giờ nói luôn đây này. Sẵn nói thì nói chung là cảm ơn anh em khán giả đã ủng hộ mình chứ sao. Ủa, còn chị em không cảm ơn đi. Không, chị em không dám đâu. Sao đứng im với lại thì cứ nhấp nhấp nhảy nhúng nhúng nhẹ nhẹ. Mất bình tĩnh như thế này. Nếu mà bây giờ biết đâu mình hên mình thấy ra sao đoạn. Ok anh. Dễ cứ kêu rồi khán giả không thương anh hai. Đúng rồi. Anh làm đúng người ta thương liền chứ nghĩ sao khán giả là số 1 mà. Anh em hồi ấy món các kiểu chưa anh em ơi? Lên menu cho nào. Rồi. Được không? Có xin. Thời gian sẽ là 20 phút nha anh em ơi. Bỏ cho nhúng nhúng lửa cho nhanh thôi. 20 phút. Anh em lên chương trình nha. Rồi. Chú ơi, 20 phút nha các bạn. 1, 2, 3. Action. Chip. Cặp đôi huyền thoại bất tử. Lấy tôi quạt nhanh quá anh. Đó. Đây là hai bếp phụ. Kia là hai bếp chính nha các bạn. Để rồi hè. Cái món cũng nó nấu đủ cho một người ăn nha anh em chứ đừng có nấu có một cái cùng chút xíu ăn. Hai này này giống một món giống nhau à. Mình nghi là món lòng gà xào múc quá các bạn ơi. Sạc. Lửa có chưa? Nướng lửa cũng là một nghệ thuật nha này. Nướng lửa cái này chưa đi sinh tồn được đâu anh hai ơi. Thời gian có hạn anh em ơi. Món gì là vô trước hay vô đầu không? Ướp. Đánh đầu không? Từ. Gia vị hành tiêu thôi. Rồi, một món đủ một người ăn bình thường đâu, không cần phải nấu nhiều. Bỏ chưa bát xoong lên này, bát xoong bỏ dầu lên cho em. Dầu lên không? Dạ ớt, dạ tỏi các kiểu các bác ơi. Dầu nhiều ít. Xào á, em xào mướp á. Thời cả phải nói thời chính biết làm gì với không, thời thời phụ không biết đường nào chạy kia. Không có cái cấu chè có chưa anh em? Không, ai chơi cấu chè, cháu chè mượn cấu chè. Sao hôm nay em chịu lấy cấu chè? Không có một cấu chè đi, không có nên đâu có chi được đâu. Dầu ném chưa? Ném đâu? Đâu. Để em. Có xét gì vậy mà nó xét cho. Đây đây đây, xem không. Cầm tao lên đây mày. Có gà được không? Ừ. Lên.
Cầm cái vậy đó nào. Cái món này trước đây còn để tôi xét ra Vũ ơi. Bình tĩnh anh hai, bỏ gia vị ra kia bình tĩnh, lấy rồi trả lại người ta nha. Bình tĩnh, cứ nêm đi rồi trả lại người ta thôi. Nêm rồi trả. Múc anh hai ơi, cầm em hai ba khúc múc đâu. Hai chạy, quán. Múc, có xét cam vậy? Có chưa? Dạ, để nêm vào, để nêm vào. Em nêm mấy cái lá chưa trả lại. Đâu, sang đâu, để lại bụng nêm cho em đâu. Bụng nêm. Cố lên em ơi. Cho anh Hải đi chặt con khác đi Toàn ơi. Vũ trạm hai người một chỗ luôn. Chụp cuối vô em đi. Rồi ok. Bếp cả điều khiển bếp phụ đi. Cấm lửa chứ, thập bà liền rồi. Thả đùi ra không? Thả đùi ra chết. Như quên bỏ dầu rồi sao? Bỏ dầu rồi. Nó kìa chán. Nè cái lò lửa tổng rồi. Bình tĩnh nha các bạn. Bóc lửa này ơi. Em đang ra thịt cho Vũ. Anh hai đang nhóm lửa. Anh hai nhóm củi cho nhóm lá dừa. Bỏ quá nhiều thời gian để nhóm củi. Đánh mình làm chứ. Đây củi đây nó còn hơi từ từ rồi. Nhóm củi cho nó cháy mấy lâu được chứ. Lâu có củi mà. Vũ tới đâu rồi? Chuẩn bị sao? Bước đâu Trọng ơi? Bước chưa đâu? Không, không phải bước đâu. Chặt bánh bay. Vũ thằng Lê Giang. Cứ báo nha, nó đẹp đẹp liền. Trời lửa là tao hành gần 9 món rồi Trọng ơi. Mới một món mà là 9 món anh hai. Đấy là gần 9 không? Tiếp tục món tiếp theo. Chắc này chắc gì nữa không? Chờ chẹt siêu không? Chẹt không? Bữa có thú mắm em này. Đồ 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 này. Tụi anh rửa giả đi. Cố lên hai. Chưa có món nào được món nào hết. Vẫn là không món đều nhau. Dạ chưa làm gì nữa đây Vũ. Đâu đập sỏ. Đập sỏ không? Đập sỏ xét nghiệm luôn không? Không không. Không xếp một bên một cái ít xét nghiệm. Rồi hành tỏ đập đi. Chín chưa Vũ, anh thấy chín rồi mà. Chín rồi anh hai. Chín rồi anh hai. Chưa nó còn ứng hồng hồng mà. Cho giống hạt ăn tái luôn. Này nhanh chín hết. Hình như em thấy con rùi rớt trong cái son luôn rồi sao anh hai. Có cục bay ha. Cục. Chớ anh hai ơi. Chớ chín rồi á. Chớ còn nữa đi. Còn làm gà giá cày sao đây. Có đập của anh của tỏi gì nữa không Vũ? Sao anh em sao đốt sảy vậy? Đập rồi xét mày vô. Giấu ra nay. Giấu ra khỏi không được. Trắng đáng chung nước đâu. Trắng đáng chung nước cho sạch. Ok một món. Trắng đáng nước cho sạch. Xét mình với sở đập cố rồi nè nha. Bên toàn hết sả rồi à? Đây sả coi. Nấu một mẫu người nấu một nửa tao đẹp. Cái đập của tôi đâu? Cái gì cũng nấu một nửa chưa? Anh này cái đập này cái chưa đập này. Đủ chưa? Đủ. Đây cũng có mấy cái mấy thịt nữa. Mấy con không là mấy sao đây bạn ơi? Mấy con không đây này. Con không bỏ nhau đi. Mấy con đâu em ơi? Còn sớm anh em ơi. Mấy con nào? Nào xem cái gì nữa Vũ? Củ hành nữa không? Còn 13 phút nữa các bạn ơi. Ừ. Đây lát để chỗ đây này, trên giữa dĩa lát này. Món tiếp theo món gì lên menu cho anh Hãn biết set up. Gà sả sớt. Gà xào sả ớt. Gà xào ớt. Vũ xem món nào rồi. Vũ được một món. Lòng gà xào hành tây. Dầu lên liền ha. Dầu đâu không? Dầu đâu không? Dầu chưa? Từ từ để anh lấy cái son cho anh Hải đã xong một món. Lòng gà xào mướp. Đồ ngang nha.
Còn hai lá chanh. Gà xà xơ ớt của Toàn. Đúa đâu này? Đâu đúa anh, để lại cái gì đây? Nhìn đi chứ các bạn. Thiếu cái gì nữa? Giờ lấy cái làm gì nữa? Có bữa đây này. Chặt xương chưa? Chặt xương đâu? Đừng nói bị ông Trạng bắt thêm con gà làm nữa nha. Dùm lá cho nó ché. Quan trọng lửa là nhanh để giúp đầu bếp để nấu nhanh mà thợ phụ này kém quá. Bếp của Vũ làm như mà bếp ga tự động động cháy hoài luôn đây. Vũ đang nấu món gì em? Gò. Gò xào lá gian. Gò xào lá gian. Anh em còn biết tưởng luôn à? Biết tưởng luôn. Nhìn nào hấp dẫn quá. Đây món gì để biết chừng ốp cho Vũ? Hầm. Hầm sở. Để xem anh em lên được máy nấu. Đồ bếp đây không ai không ai thì nếm lại nha các bạn, chơi trực tiếp luôn mà. Đó là món gì có cánh gò nữa mà chưa? Mấy Phú Thiện. Còn 10 phút nữa anh em ơi. Mới nửa đường thôi. Cái đây lấy cái gì đựng Vũ? Gì mình đang thèm món cánh gà chiên mắm mì gốm mà không thấy ai làm cánh gà chiên mắm mấy các bạn ơi. Nó lấy món cánh gà chiên mắm đảo đi. Nướng chân gà hay chiên cánh gà không? Hai cánh nước không? Hai món không? Đó. Sao đây này? Hai món này nhanh ngon mà. Món thứ hai ra xào lá giá. Không mình đừng nướng á Vũ, mình chiên á, chiên mém á. Rồi này. Ở đây, vô rồi. Anh Hải đừng nói dớt cái thon ụp nắc rồi xong luôn anh Hải. Để mình cái đây vào đây mình nấu luôn được không em? Rửa cho rồi chảo. Rửa đây này. Sáng đi. Từ từ. Cái đó đừng cao. Đậu rửa đây, đây. Nhanh lên ơi. Rạc rạc đây các bác ơi. Rạc
Nghe hóa, nghe xấu quá. Này, ít mấy chiên nha. Không được út. Bái về đâu? Thế này. Thành đây có mớ Dũng. Mớ mớ. Tiếp tục mũ vỗ sang món thứ ba. Đây xà sớ thôi. Dạ, hầm sớ mà. Khô xong rồi anh. Đổ gia vị vô anh. Đây. Đó, đổ gia vị đó vô. Bên toàn đang tiến hành món thứ ba. Vũ gà hầm xá. Quá nhanh. Anh em ai cũng khóc ngồi hết rồi. Chưa đem mà. Anh ngồi xuống ngoài để chế ăn. Bỏ xíu nhanh. Xíu thằng này nha. Đó, nhiều quá. Một đêm về quên mất tiêu rồi. Đây quên mấy. Còn đây quên luôn rồi. Để thử đũa lại cho em, để thử vô. Thôi, vô đây, em trộn. Còn 5 phút 12 giây nữa các bạn ơi. Đảo, đũa lên nè nha. Cái cây. Gà xà lá giang. Còn 5 phút nữa các bạn ơi. Đem lên này. Rau dưa lên. Vô chưa? Dưa. Ông thử đây. Dưa. Vô rồi, vô kìa. Giúp em bỏ xuống xuống rồi này. Quá nhanh quá người hiếm. Thôi làm bốn món được nè. Có nhiều quá. Thời gian đâu nữa. Hết thời gian rồi. Chứ mà bên kia nó là ngạn nước đừng múc nước đừng múc nước sao không trang trái anh sửa lại chứ hết giờ rồi các bạn ơi. Chiến kịp không vô ơi là hầm xã cái sau mình có thử làm nữa không em? Không anh. À, bên ảnh đã bỏ lên vậy chứ mà chưa nướng được. Món toàn sẽ chỉ không kịp đây. Thời gian hết là dừng hết tất cả mọi trận cuộc chơi nha. Ôi để nữa rồi còn chế ấy người. Không có than rồi. Ném hết. Bỏ ném hết. Bỏ phút 18 giây. Rồi mình sẽ là bốn món đạt. Trở lại người đúng không? Làm sao nướng chín được cái món này mới vấn đề. Đưa đũa em này. Đợi cất cầm em. Để tôi làm điều này. Quạt không anh? Quạt bụi. Không có than. Ừ, không có đài. Rồi, bên đèn lửa tốt hơn, nướng lên ngọn luôn. Không, lửa than chín rồi. Lửa đài chín bình thường rồi. Không, mình dắt tay hai cái cây đây lên để cái cây ngang qua cho nó đều luôn. Để
chín mà, hàng này tốt mấy chục nha. Nấu nữa em ơi. Còn 2 phút nữa. Còn kịp, bên toàn không có lưới rồi. Chấp nhận nướng lửa ngọn miễn nó chín thôi Trạng ơi. Không, nướng lên lửa không ngọn đâu Hiển ơi, test hết mà. Chín được mà. Đúng rồi, chẹt cục nhỏ nó cũng đỡ. Bự không? Để em nói chừng bị diễn chứ nha. Để dư thời gian thì kìa ta lấy diễn. Còn xíu nữa ngồi lên cái cục đây rồi. Sai chai được không em? Giết đồng đầu rồi. Hả? Đâu nè, một cục đó này. Dùm chứ. 1 phút 29 giây. Rồi ok. Đỡ qua thôi. Mới được. Thảo thay. Để con chết. Chết cả. Được nhỏ chết cả. Bây giờ nha, còn phút không em? 1 phút. Muốn quyết định có cả anh em đây. Đang lùi thang luôn không? Mấy chục giây nữa em? 30 giây nữa. Không biết nó được sống không? Còn bên này chứ. Sống hết rồi. Hầu đầu dưới thì không được đứng hết. Dựng đứng này trở lại. Dựng đứng lên. Rửa dữ vô ơi. Hết chưa? Đâu. Dừng cuộc chơi. Chín mã con nem sẽ mừng đẹp này. Chào nhau bạn ơi, coi đó. Khá là rất căng. Chết luôn á. Giống à. Giống thời hồi xưa quá. Ấy thời Hồng Kông á. Đây giống chân tình thiệt tình quá. Đây chuẩn bị đi cứu mì nương nha bạn ơi. Lấy chén đũa chú. Khai vị Trạng ơi. Thôi chú chắc rồi. Chú chắc luôn hả? Rồi chú đây ăn thôi chứ như ý luôn á. Ồ lâu lắm rồi mình mới có dịp thưởng thức lại món này các bạn ơi. Để chăm rượu này. Hình như cá từ bao nhiêu đây mà không biết. Chăm rượu. Hồi bữa là anh ăn một trái chuối ở ngoài kia thằng Vũ kêu chú chắc mà phải không biết. Anh thấy. Hầu giờ không biết ra chú chắc hết trời. Anh thấy em dứt một phát là cái chuối ngỡ liền không? Không hầu giờ chưa ăn chú chắc mà. Rất là nhiệt tình luôn, quá tuyệt vời. Ai cũng mua hơi một kê. Anh em công nhận anh em quá nhiệt tình. Anh em làm quá lắm. Một khi đã chơi là chơi hết mình đã đó. Anh em mình mà đi làm món nhậu làm rạc rạc chứ gì mà. Bên Hải nè, một món xiên lụi nè. Camera cận cảnh đây rồi, ngon dở anh em biết luôn. Rồi anh ai để cho anh khán giả xem. Hơi bị tròn ngang. Nhưng mà để có thử chín nhau ngang. Đúng không? Nếu mà chín thì cũng được một xíu thôi chứ còn tro kiếp mình còn trừ điểm sau tính sau anh em để có thử chín nhau sống. Món này món thứ hai. Món này gì toàn? Gà xào sợ. Còn giới thiệu luôn anh em đi. Món này làm gà xào múp. Món này là thịt gà xào lá giang. Rồi. Bên đây là món này, món trên giữa là của mình. Chú chát. Chú chát. Đây là chú chát, chú hột, còn gọi là chú hột nha các bạn. Món này món của Vũ đây, món gì? Cánh gà nướng. Rồi. Đùi gà xào lá giang. Quay lại xíu, nghiêng lại xíu. So ra hồi nãy cái tốc độ Vũ với anh Hai Trạm nướng sâu nhưng mà lửa tốt hơn hay sao? Lửa ngọn hay lửa than mà không nói. Lửa ngọn thì không ngon mà lửa than nhưng mà nó chín là có thể là chấp nhận được nha. Mà cái màu khả năng chín nè, tiếp tục qua này để xíu mà em biết. Đùi gà xào lá giang bạn, lát thịt đùi xào. Rồi. Mà lòng gà xào hành tây. Rồi. Xương gà hầm sả. Rồi ok, tuyệt vời. 4 món, quá quá đỉnh. 8 món luôn, đúng không? Bây giờ dùng cái nào trước đây ta? Đây. Từ trái qua phải đi. Tôi tự tin luôn. Không, từ món này quyết định từ sau đây. Quyết định sao em? Để hai cái món nướng mình quyết định sao. Rồi, cứ ít thôi em, ít xíu thôi, để nó thẩm vị thôi. Thẩm vị một ít. Ăn biết ngon dở xíu là được rồi, không cần nhiều. Để cái món khác nữa. Rồi, ít thôi em. Rồi, anh em chờ xíu nha. Ok. Mời anh em nha. Món gà xào hành tây á. Gà hầm sả. Gà hầm sả. Xương gà hầm sả. Xương gà hầm sả. Mời anh em ăn. Nước ok, trứng. Thịt gà. Chín mềm ok luôn. Món này chấp nhận. Nào, 1 điểm. Đây là lòng gà xào hành tây các bạn. Mình
Đây, đây để cho giám khảo một ít lòng nè. Gan. Gan nè. Mê nè. Ít thôi em, ít thôi. Quả thận nè, okay. Mấy trăm triệu á. Để đầy đủ tim nè. Rồi, xíu hành tây nữa bạn. Chuẩn men luôn. Đây. Cảm ơn ha. Mở đây em nha. Làm để tim nữa nha các bạn. Để đây đây quả thận, quả thận. Sao nó có một cái cặc á. Một thằng chắc bán ra rồi sao? Cái cặc á. Cái cặc á. Mở đây em ha. Chín. Ngon. Vừa chín tới. Gia vị vừa ăn. Gan chín rồi không? Chín đâu? Nghĩ sao? Ok, ngon. Nói chung anh em mình quen tay là quốc vô phát một luôn, khỏi cần nếm nêm gì không? Ok, chuẩn, 2 điểm. Đùi gà xào lá da. Rồi đem, đừng nhiều quá. Thêm một chút lá da vô. Để cho chạp nó ăn phi chọn toàn nữa chứ không, ăn phi mình cái giám khảo nô mắt ăn phi toàn không được nữa nha. Chút nước. Rồi, thêm không? Mời anh em nha. Anh hai, coi lộ dính ngay mớ quẹt. Mời anh em nha. Đây ghê cho hút đây nha. Đó, thấy sao đâu. Thảo quá, nãy thảo lửa, bê. Nước ngon, chua chua còn ngọt, vừa ăn. Sao hiện ăn gì cũng dạng mắt chết, cũng thẩm vị đồ, cũng nghiên cứu một xíu thôi chứ. Chuyên nghiệp cái gì? Lấy một xíu vị ngọt của thịt gà ra với lại một xíu chua từ lá giang. Chuẩn. Gà vô chín, ngon, hợp lý. Để lựa mấy cục đây cho ép giáp bằng giám khảo đi. Đây. Rồi, ok. Đây là gà nướng nha các bạn. Cánh gà nướng. Cái món hai anh em nấu nãy giờ mình thấy cái món là ngang nhau nha, tốc độ ngang nhau và cái số lượng ngang nhau. Còn gà chín sống mình chưa biết ăn. Nếu mình ăn mình kiểm tra mà cảm giác mà hai bên ngon như nhau, mình không có chấm được thì mình nhường cái sự để cho khán giả nha. Còn nếu đơn giản anh có thể quyết định được trong đây thì anh quyết định luôn. Đó, nó trước anh em vậy. Bây giờ cái món gà nãy mình suy nghĩ nhất cái món gà này. Cho nên máy quay cận cảnh gà nè. Để mình xem con gà màu rất đẹp. Nói chung là gà màu rất đẹp nha. Đó. Vũ sẽ gắp miếng nhỏ. Sợi miếng lớn khả năng nó chín tới tới thôi chứ chưa chín hùng nha. Nhưng mà khả năng chín cao. Thử miếng lớn cho điều chứ không okay. Lỡ rồi biết sao. Gắp miếng lớn này. Không sao, cứ để đây. Có chín ăn được rồi. Dòng đi rồi gắp cục nữa. Nhưng mà thấy là chín á thì giờ chín đó nè. Mời anh em nha. Hào khói nha các bạn. Phút cuối giờ chịu không nổi nó phải lên lửa thôi. Khói thấm vô tới lên tới thịt bên trong luôn. Thơm mùi khó không? Thơm mùi quá. Hùng khói nữa mà. Gà hùng khói. Gà hùng khói. Cánh gà hùng khói nha các bạn. Chín nha anh em ơi. Chín. Anh em nhìn chín. Chín. Hào khói chấp nhận. Nhưng mà chín. Nửa điểm. Ba em okay, rưỡi. Ok, là được rồi. Bây giờ chuyển qua món tiếp theo. Thời gian chờ đợi. Phải làm trái chuối ra các bạn. Thấm cho nó hết vị đó. Anh nói gì mà anh kêu từ lớn đến nhỏ anh biết trái chuối chát rồi. Bữa cầm trái chuối em kêu là trái chuối chát. Ông kêu chuối gì mà chát. Anh em nè. Nhiều anh em không biết trái chuối là sao chứ hư đâu. Để em đổi vị ha. Hôm nay con dao ăn á. Để mình đổi vị nha. Sao ăn trái chuối miếng ngọt á. Sao đâu. Ăn cái đầu dưới vậy. Đổi vị. Ngọt không? Chuối chát ăn phải nhai hột nha bạn. Nó mới thấm đều vào ruột nha bạn. Đừng có nuốt rộng. Chuối đây là đặc biệt là chữa trị mụn đậu đen, mụn cám nha anh em. Tuyệt vời. Ngon. Có mười mấy năm ăn lại thì chú chát cái đầu ừ. Rồi, tụi em món còn đi. Gà xào lá giang nha. Ghép chút lá giang. Chút lá chanh. Chút ớt. Chút củ hành. Và chút thịt là ít là giám khảo cái đùi cho nó giòn giòn. Đây. Rồi okay. Ít đâu. Giám khảo ăn thấm vị thôi. Rồi. Cần nhiều. Giờ anh mới chuẩn bị đĩa. Chuẩn bị xuất viện mà cho ăn cái củ hành bự với mày. Cái này nó tâm lý quá. Mời anh em nha. Chua, mùi lá chanh, nhẵn mà thơm. Nhẵn. Mùi lá giang chứ sao Hiển? Có lá chanh không à? Chanh. Có chanh, tưởng Hiển ra lộn vị chết luôn hả? Đây có chút nước, chùa hấp nước cũng đã à, có nước mà gạn á, múc cái múc cái không à. Ok, một món chín, vừa ăn, không mặn không lạc, hợp lý. Mà công nhận mấy anh em nêm gia vị hay ta. Quan tèm. Công nhận cái tèm mấy anh em mà anh phải gọi là đẳng cấp á. Món thứ hai. Đây, tôi gắp giùm anh luôn nha. Cho miếng mướp. Tí thôi em. Miếng gan đi. Gan nhỏ nhỏ thôi. Tốc độ nhằn gớm 2 phút có cái bao nhậu. Quá đỉnh. Tám gì hết trơn. Đây. Đây, ít không?
Nếu anh đi mình một ngày bán mấy chục bàn cũng được ha, không tốn đi mình á. Nhưng mà bán vậy em nó mệt chứ. Mời quý vị nha anh em ơi. Rồi, coi xem màu sắc các kiểu nha các bạn. Lòng gà xào mướp nha các bạn. Múc để cho người ta trồng xong mà ở vườn mình hay sao mà tôi có những nhà trồng sao thơm lắm. Múc non á, múc hương hay không? Múc hương hay hả? Múc hương thơm. Trong. Cho mình nước không? Đây. Anh em thông cảm ha. Chờ mình chấm điểm chút. Một xíu anh em ăn chung. Ok. Vẫn vừa ăn luôn. Không thấy mặn, không thấy nhạt hay cái tốc độ hay đâu. Tiếp tục món tiếp theo. Món này là gà xào sơ ớt nha anh em ơi. Gà xào ớt á. Toàn nãy nó nêm món này nó quên nêm cái gì đâu nè. Món này mình chấm kỹ các bạn. Do toàn nãy nó nêm nó quên nó nêm muối hay bột ngọt gì đâu nè. Không, mà theo linh cảm mình thì nó không có sai được. Để rồi hang nha các bạn. Mời anh em nha. Món toàn nó nêm lộn như vậy đây để mình qua thử nha. Chuẩn man năm nha. Quê nha, đang khi nếm cái quê mới. Không biết nêm cái gì mà mình nghĩ lại là đúng như vậy. Mình đúng chỉ yên qua lạc được, không có lộn được. Vẫn ngon. Sao mình lộn được? Vẫn chuẩn bị không? Món thơm nồng, thơm. Thơm sợ đấy, sợ hơn đó. Vũ nãy có món gà xào sợ không? Gà sợ. Món thơm kìa. Bỏi xương này. Món quyết định nè. Món quyết định cuộc đây. Chơi nha bạn ơi. Bỏ đây, đợi từ từ. Một miếng không? Hai miếng được. Okay. Bình tĩnh. Đây, cái món này là món mình phải kỹ nha bạn. Tại vì món này quyết định cố chó nè. Mùi khoái cũng tương đối. Ít dầu khoai món này. Nhưng mà cái màu sắc thì không đẹp bằng món này nha. Mà sao nãy dễ mà sao đem nướng cái màu giống như muốn chín ta để mình coi thử các bạn ơi. Thử đây giống như chuột bạch thử. Bào nãy thấy lùi trò Vũ nó hơi khói. Vô bên đây vô cái lúc nó tét lửa mất á. Mời em nha. Nếu là có lửa là cũng chín á. Làm giống khả không có khó ở đây bị dở ngon phải dứt chứ sao giờ. Chuột bạch mà. Khá là chuột bạch á. Hầu khói rất là dậy mùi luôn. Đây cái tỉ nè, còn đỏ nè. Chơi luôn là thử nó chín hay sống mày. Cái này cái khúc chân à. Ừ, cái tỉ mấy cái đâu. Gà nó dai, gà pha nồi sao này. Không, gà đây anh Nghi nó ra trận tử cấm thành. Không, gà đây không phải gà nồi cháu ơi, chân bự bệnh nái mà. Nó còn hơi còn méo. Còn rỉ méo chứ không. Ăn thì mình ăn được nhưng mà nó còn dai miệng lắm. Anh em chờ một xíu nha. Anh Hải nãy phủi thang lắm rồi đúng không? Cố gắng rồi, mấy dưới sống không? Mấy dưới này sống chắc không rồi đúng không? Sống rồi, sống chắc rồi. Anh em ơi, đã có kết quả. Người chiến thắng trận này. Anh em hãy chờ tôi 5 phút quảng cáo. Ê, nhìn thấy mấy MC. Anh nói cái chiều đấy mà không? Trời ơi. Không trong giây lúc. Giây lắc. Đừng chiến kênh và nhớ bấm like và đăng ký. Như ai là triệu phú đâu vậy? Câu hỏi là hấp dẫn cái là chờ quảng cáo liền. Anh em muốn biết luôn hay là chờ anh em vô dòng rồi hãy biết luôn? Thì biết chứ anh em mình giao lưu chứ clip tinh thần của anh em mình là chính chứ còn thấy tôi quan trọng gì đâu. Nói chung là mấy anh em nấu ăn quá tuyệt vời. Anh Hải với anh Toàn với anh Vũ quan trọng rất là cố gắng ai cũng mồ hôi mồ kê. Chơi nói chung là một khi đã chơi thì xong quá tuyệt vời. Anh em yêu quý tinh thần cho một like đó. Đầu tiên mình mới nhìn vô mình thấy món nè. Bốn món bên Vũ nè, bốn món bên Toàn nè. Đập vô mắt mình trước là món Vũ nhìn màu sắc nó phải đẹp hơn món Toàn. Nó tóm lại là như vậy mà nó đậm màu hơn. Đỏ đỏ đậm hơn xíu, xanh xanh đỏ đậm đậm. Màu đây nó hơi một cái gì đó, cái tông nó hơi bạc một xíu. Để cố anh về đi mình chỉnh tông nó cao hơn. Món Vũ món này ăn ngon, hấp sướng lắm, mệt hấp ngon, sướng ngon. Cái món gà đây nướng tốc độ vậy mà cũng chín được, điều khó khói mà chín chấm điểm nửa điểm ngang. Món gà anh Hải thì nó sống mất rồi, chứ là nó lùi tro quá, ăn không biết có ngộ độc không. Chấm 0.3 điểm, đây 0.5 điểm nha. Bên đây là 3.3 điểm. Bên này được 3.5 điểm nha. Phần thắng nghiêng về bên Vũ và Trạm nha. Hoàn toàn chính xác anh em ơi. Cố gắng cộng dụng bên đây. Rồi. À, anh em mình công sức sớm giờ bây giờ mình vô mình dùng thử á. Vũ bữa nào mà khách đông quá kêu anh em xuống. Dứt. Nếu anh em không tin, mở video cho anh em xem. Thấy gì chưa? Ông thấy gì chưa? Ông thấy món lùi trò chưa? Trạm tài căng sức á. Hôm nay cũng hay mùa hậu rào anh yếu người. Anh ơi, anh yếu gà đây kêu ra 1-2 trận mạc này. Anh Hải ăn gà, có biết gà đã thua mấy trận rồi này. Anh ơi. Anh ăn con gà anh biết nó thua mấy trận rồi. Mời anh em nha. Mời anh em nha. Làm thử món gà anh em ơi.
Đấy, anh em thấy gà đi bộ ha. Thường cái món gà thái dừa đi bộ á. Đây nha. Đây nha. Buông cái món này mà anh em mình không làm chút nào nó uống cái cuộc đời của mình dữ rồi. Từ từ thôi. Ê, ấy là hỏi mấy anh em có sợ mắt thâm lem không? Với vợ anh chuẩn bị bệnh viện về mà lo anh em mình rút bây giờ chứ. Mấy anh làm vậy mình lên bệnh viện mình mắt làm sao? Tùy người suy nghĩ mọi người. Tôi suy nghĩ chứ bây giờ anh cảm anh lên bệnh viện không phải em, anh cảm thấy sao? Anh nói thêm gì? Tại em làm bờ á, tại em không nghĩ vậy chứ người ta đến đây người ta làm biến á. Bất cứ em có ở trên bệnh viện về em cũng vẫn chặt cái không. Cái em đấy là người ta đi bệnh viện đúng không? Anh đợi bộ anh tí xe anh lên bệnh viện anh băng bột rồi sao? Vâng. Mà anh em nha. Bây giờ, em nói anh hai này, ý là anh có đi ăn đại tháng không? Không, em là trùm đen này tháng nha nè. Ấy cuộc chơi nào cũng phải là có chiến thắng đi. Tôi á, tôi hôm bắt được tép của anh. Tôi đi cả bút em dạ. Sếp Hiển trao phần thưởng cho hai đệ. Tôi biết rồi, tay Vũ. Rồi, cảm ơn Hiển nha. Nói chung với anh hai rồi toàn cùng chơi nha. Chúc mừng anh em vậy mà. Anh em chủ yếu là vui là chính mà. Hai vận động viên xuất sắc quá. Với anh em mình tháng ai cũng bỏ tiền ra mua bia cũng vậy mà chứ có đâu. Chúc lại cho chúc lại cho sung sung không? Sung sung. Đúng rồi, đúng giờ sao cái sung. Để mà sao chuyện ngang đúng không? Hả? Nãy chào không? Nãy mà tôi làm giống cảm ông chỉ cần nấu hai phao câu là tôi chấm đậu rồi. Anh phao câu mất đâu rồi? Đâu có phao câu chứ? Phao câu mất đâu rồi? Không ê mà rồi. sao nãy mông dở mông? Mấy ông lấy phao câu mới làm phao câu nướng. Thì lấy một phao câu xiên như làm phao câu nướng thành một món rồi. Ừ, vâng. Lấy cái giò gà cái chân nó nướng. Mà ông không ăn mà. Cái chân đầu chín lắm. Là món rồi chứ. Lấy cái đầu gà luộc. Ông làm gà luộc các kiểu. Ê, mình làm mà vừa gieo làm bằng cái tâm mà đâu mấy. Mình làm để đấu phó đâu đúng này. Đúng không Vũ? Làm cái tâm mà. Nói chung có món nào cũng chuẩn bị nữa. Nếu vậy, mấy gà tôi nhổ cọng lông gà rồi tôi lại lông gà nước. Món ăn vui chú à. Ừ. Anh em ơi. Rồi, mấy anh em mình cũng xin tạm dừng clip tại đây nha anh em ơi. Cảm ơn em rất nhiều đã quý hộ anh xem sơ dừa lắm. Còn miếng về rồi, tôi coi miếng này. Anh em ơi, tới giờ. Bây giờ vợ mình bình viện về rồi, thôi mình cũng cảm ơn em. Mình xin dính thằng leo luôn rồi. Tạm dừng anh em à. Không anh bảo quay xăng đâu sao đâu. Khi nào vô nhà chứ đâu sao đâu. Chào anh em nha. Chào anh em. Đây là cái thủ tục gì mình cũng không biết nha bạn. Địa đứa thứ hai mình cũng không biết. Chấm mắt hai. Chấm mắt hai à. Khó nha. Chào phép quá. Đốt đốt trái dừa khô để làm gì nha. Mình không biết luôn các bạn ơi. Anh em nào biết bình luận trái dừa khô để làm gì nha các bạn. Thêm cái này nữa các bạn em ơi. Kén tèm để làm gì nữa mà không biết. Tưng 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 tèng. Cái miệng người ta dài hô rộng quạch.